Em Phúc xin kính chào tất cả quý anh chị, cô chú, khách hàng thân yêu đã quay trở lại với kênh Nhà đất quận 12, chuyên bán nhà và đất ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Buổi trưa ngày hôm nay, em Phúc đang có mặt tại phường Thành Xuân để giới thiệu tới quý anh chị, cô chú một lô đất sổ hồng riêng. Và đây là sổ hồng của lô đất. Lô đất có chiều ngang là 4m và chiều sâu là 21m, tổng diện tích là 85m, được chủ là thổ cư 72m2. Vị trí lô đất cách ngã tư ga khoảng 2 km và cách sân bay khoảng 20 phút đi xe máy. Đường trước lô đất có chiều ngang khoảng 5m, xe tải, xe ô tô vào thoải mái. Và được chủ chào bán với giá là 3 tỷ 100 triệu. Giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ. Nếu quý anh chị quan tâm tới lô đất thì có thể điện thoại cho Phúc theo số thoại góc màn hình để tới xem trực tiếp vị trí lô đất và sau đó chúng ta sẽ gặp trực tiếp với chủ để thương lượng về giá. Lô đất của chúng ta nằm trong khu dân cư ở kín và cách ngã ba chợ đường khoảng 200m và cách cao đẳng điện lực khoảng hơn 1 km. Lô đất của chúng ta cách trục đường chính khoảng 5-6 căn nhà. Đứng từ vị trí lô đất chúng ta có thể thấy trục đường chính phía ngoài. Và trong bán kính 2 km chúng ta có đầy đủ các tiện ích, siêu thị, chợ, trường học, ủy ban đầy đủ. Video review lô đất của em đến đây xin kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau. Chúc quý anh chị được nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống.